Xin chào anh chị, hôm nay em giới thiệu cái con âm thi hiệu là Sanh Sui, model là UV7000. Con này em mua từ Nhật về cuối tháng 9 vừa rồi, có những cái hóa đơn phí vận chuyển đầy đủ. Thì con này công suất nó là 245W, chạy điện 100V. Nhìn chị thấy là đây là cái nội thất bên trong của con âm ly, còn rất là mới. Âm ly này nó là nặng to và nặng là khoảng tầm 17 kg. Phần công suất những con sò thì nó nằm phía sau cái tản nhiệt. Đây là cái bo về xử lý hình ảnh, bo nguồn, cái biến thế. Thì cái dòng này Sanh Sui thì nó có nổi tiếng về chất lượng âm thanh cũng như độ bền. Đây là các cổng video, các cổng vào như CD, thinner, tab hay video. Đây là chỉnh về bass, chỉnh mid, chỉnh treble. Đây là các chế độ về âm thanh. Thì cái âm ly này là nó có surround. Âm ly có cái cặp loa trước, loa surround và loa center. Thì nếu anh chị mà chọn nghe nhạc thì có thể chọn chế độ hai kênh, còn nếu mà xem phim thì mình chọn các chế độ âm thanh hiệu ứng như trên hình em đang quay. Để em mở một cái đoạn nhạc để anh chị nghe thử. Giá này chưa bao gồm ship, thì em sẽ ship toàn quốc cho anh chị có nhu cầu. Cái số điện thoại của em có ghi ở phía dưới phần mô tả, anh chị có thể liên hệ em qua số điện thoại hoặc Zalo. Cảm ơn anh chị đã xem video. Trân trọng kính chào.